những lỗi lầm tạo hóa của chúng con. Cảm ơn mẹ đã đến với chúng con, cảm ơn mẹ đã đến với những người con mà mẹ cần. Chúng con chưa bao giờ con có một trang giấy nào viết hết tất cả những công ơn của mẹ. Lúc nào chúng con cũng nghĩ là mẹ sẽ ở giúp đỡ chúng con, nhưng mà không thể nào chúng con sẽ nghĩ được. Con cảm ơn ông trời đã ban mẹ cho chúng con, cho dù một phút một giây chúng con cũng cảm ơn nữa. Và tiếp theo là lời em cảm ơn gửi cho tất cả quý anh chị, tất cả các fan của mẹ và yêu mến. Cho phép chúng con hành chính đảnh lễ chư tôn thiền đức, chư đại đức tăng hiện tiền. Giờ phút này lời nói đầu tiên cho chúng con xin phép dành cho chúng con xin chư tôn thiền đức và quý phật tử, tất cả các anh chị yêu mến mẹ chúng con. Cho con xin phép chọn một phút để tưởng niệm mẹ chúng con, người mẹ vĩ đại trong lòng tất cả mọi người, người mẹ vĩ đại trong lòng tất cả những người con. Những người trên thế giới đều phải thương mẹ và cùng tưởng niệm cho tất cả những hương linh, những đồng bào tử nạn, những nạn nhân tử vong do dịch Covid-19. Cho phép chúng con phút tưởng niệm. Cho chúng con xin phép gửi lời tạc bạch đến chư tôn thiền đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính hưởng bế bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng hiện tiền. Kính bạch quý ngài, thời gian lặng lẽ trôi qua như dòng nước bạc. Kể từ ngày mẹ của chúng con là cố danh ca Phật tử Phạm Phi Nhung, bác danh Tịnh Bình, xả bỏ kiếp hồng trần để trở về với đất Phật, nợ đời kỳ hạn trăm năm, 52 tuổi mạng phần trả xong. Từ đây nhẹ bóp thông dông, đương thùy bát nhã thoát vòng trần luôn. Mẹ của chúng con vô cùng hiểm phúc khi lúc mạng phần được thượng tọa đạo hiệu Thích Nhật Từ chú trì chùa Giác Ngộ, và thượng tọa đạo hiệu Thích Chí Chơn chú trì chùa Khánh An, và cùng một số chùa trì thiền viện, tự viện vân vân trong và ngoài nước đã tổ chức lễ tưởng niệm vô cùng trang trọng và ấm cúng. Đồng thời, chúng con còn được sự thương thượng của Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Vân, đạo hiệu Thích Phúc Chí, đã đưa hình ảnh của mẹ chúng con để an trí tại bổn tự. Hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm Nhâm Dần, tại chùa Bửu Lâm, ngôi chùa đầu tiên đã thờ mẹ của chúng con tại miền Tây. Hôm nay chúng con xin cảm ơn tất cả đảnh lễ sư thầy chủ trì cho chúng con, xin bộc bạch đã tổ chức cái lễ tưởng niệm cho mẹ chúng con tại bổn tự. Kính xin phép quý ngài cho chúng con được bộc bạch chút niềm thương nỗi nhớ của mình đến người mẹ kính yêu của chúng con. Mẹ ơi, nhớ ngày nào chúng con đi về có mẹ, chuyện vui buồn sướng khổ có mẹ có con, biết vợ biết con mẹ con mình cùng chia sớt, được lắng nghe từng lời dạy của mẹ, và nhất là được cùng đi chính những con đường mẹ mà mẹ đã cho, được cùng mẹ đi chia sẻ yêu thương đến những người dân đang gặp khó khăn trong kỳ đại dịch tan thương tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Thì chúng con chỉ là nghĩa tử được mẹ nhận làm con, rồi mẹ cho các con có duyên với Phật được vào chùa xuất gia sớm hơn quê gần cùng lời kinh tiếng mẫu. Lời của chị may mắn, lời của mẹ may mắn được mẹ dạy cho ca hát để cống hiến cho Phật pháp, cho cuộc đời. Mẹ thường dạy rằng làm người
ơi, chúng con đã phải xa mẹ thật rồi sao? Những lời nói, cử chỉ vẫn còn nơi đây, mà sao mẹ nỡ lòng nào bỏ chúng con ở lại? Rồi con đường phía trước chúng con phải bước thế nào trên tâm đôi chân còn học hiểu trong sự nghiệp của mình? Ai sẽ cầm tay chúng con dậy mỗi khi con bị thị phi xô ngã? Ai sẽ chia sẻ những tâm sự vui buồn chúng con khi bị trục bước trước sóng gió cuộc đời? Kết mẹ khăn tay khóc mẫu từ, mẹ ơi con mất mẹ rồi ư? Khổ vui cùng mẹ bao năm tháng, hiếu đạo chưa tròn mẹ đã đi. Cả cuộc đời mẹ đã hết lòng yêu thương, lo lắng hy sinh vì chúng con. Dưới mắt mẹ chúng con dù đã lớn nhưng vẫn là những đứa con bé bỏng của mẹ. Sự an vui hạnh phúc của chúng con chính là niềm an vui hạnh phúc của mẹ. Sự đau khổ nhọc nhằn của chúng con là nỗi đau khổ nhọc nhằn của mẹ nhân gấp bội lần. Còn chúng con từ lâu đã quen có mẹ, quen dựa vào tình thương bao la trời biển, quen ỷ vào sự lo lắng và lòng bao dung của mẹ, mà không ít lần chúng con đã làm mẹ buồn lòng. Mẹ ơi, mẹ hãy an nghỉ nhé, chúng con sẽ sống thật tốt để không làm mẹ phiền lòng. Các cô chú, nghệ sĩ và các fan đã từng yêu thương mẹ vẫn mãi mãi gửi trọn niềm yêu thương này đến với mẹ. Còn mong mẹ ở bên kia thế giới, nơi xứ vọng chứng giám cho lòng thành của chúng con. Kính bạch Chư Tôn Đức, giờ này ngọ thời đã điểm, Phật phẩm đã trưng bày, hướng mong Chư Tôn Thiện Đức từ bi ai lâm bẩn nạp kính dường này, để cho toàn thể chúng con được chọn phần sở nguyện. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Trên Chư Tôn Thiện Đức đã từ bi chứng minh cho rồi, và còn đã dạy cho chúng con những lời vô cùng quý báu. Chúng con nguyện y giáo phụng hành và đầu hành đại. Nam mô. Cho phép chúng con gửi đến mẹ của chúng con những lời mà sâu sắc từ trong tim của chúng con muốn gửi đến mẹ. Có lẽ giờ này mẹ đã ở bên thế giới bên kia, một nơi mà chúng con sẽ không ngờ tới. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, một ngày trở nên vô vị của chúng con. Nó như một cơn bão, nó không giống như một chút bình yên nào dành cho chúng con. Một ngày không có mẹ cho bên rất nhanh. Chúng con biết chúng con mãi là một đứa trẻ, sẽ không bao giờ trưởng thành chứ không có mẹ. Chỉ có mẹ mới dịu dắt chúng con ngày nào. Chúng con biết chúng con đã rất nhiều lần làm sai với mẹ, nhưng mẹ vẫn tha thứ những lỗi lầm tạo hóa của chúng con. Cảm ơn mẹ đã đến với chúng con, cảm ơn mẹ đã đến với những người con mà mẹ cần. Chúng con chưa bao giờ con có một nhát giấy nào viết hết tất cả những công ơn của mẹ. Lúc nào chúng con cũng nghĩ là mẹ sẽ ở suốt đời chúng con, nhưng mà không thể nào chúng con sẽ nghĩ được. Con cảm ơn ông trời đã ban mẹ cho chúng con. Chưa dùng một phút, một giây, chúng con cũng cảm ơn nữa. Và tiếp theo là lời em cảm ơn gửi cho tất cả quý anh chị, tất cả các fan của mẹ đã yêu mến thầm lặng trong một thời gian dài, từ khi mẹ còn sinh thời và đến khi mất. Chúng con xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã một lòng thương tưởng và yêu quý mẹ của chúng con. Một người mẹ trên vĩ đại, một người mẹ lúc nào cũng thương người khác hơn bản thân của mẹ. Một lần nữa, cho hết con xin cảm ơn tất cả Chư Tôn. Xin cảm ơn Chư Tôn Thiện Đức đã tạo nhân duyên cho chúng con, và tất cả quý anh chị đã không ngại đường xa đã đến tham dự buổi lễ này. Xin chân thành cảm ơn. Quay lại con. Vừa rồi là một người con, một người dưỡng tử của cố ca sĩ Phật tử Tịnh Bình
đã thay lời cho gia đình cũng như thay lời cho các dưỡng tử và các fan hâm mộ của cố ca sĩ Phật tử Phi Nhung, dâng lời tưởng niệm chí thành, chí kính và tha thiết của tất cả các dưỡng tử đến với Chư Tôn Thiện Đức. Xin cảm ơn Đức Hiếu đã dâng lên những lời tưởng niệm thật xót xa này. Kính bạch Chư Tôn Thiện